Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3, 16.10 cũng như băng tần 26.9 của chúng tôi tại Las Vegas. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối của ngày hôm nay được phát hình ở trên cả ba băng tần của chúng tôi cũng như ở trên hệ thống Roku Box và website vnatv.com. Và kính thưa quý vị, chương trình này hân hạnh được bảo trợ bởi bác sĩ Alex cùng với lại West Coast Cataract Institute và chuyên giải phẫu mắt về đục thủy tinh thể, là một bác sĩ rất là nổi tiếng, chuyên thỉnh giảng cho những bác sĩ khác về cái cách thức giải phẫu mắt một cách gọi là hiệu quả và tân tiến nhất. Kính mời quý khán giả tìm hiểu thêm tại hai địa điểm Garden Grove và Newport Beach. Số phone là 949-652-6966, 949-652-6966. Và tiếp đến nữa, hân hạnh được bảo trợ bởi Trung tâm Y tế Đa khoa Michael Dow. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi ngay sau đây. Đây là thời điểm để quý vị đổi sang các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Đa khoa Michael Dow. Bác sĩ Michael Dow, bác sĩ Kim Trịnh, bác sĩ Daniel Lương, bác sĩ Quang Bình, bác sĩ Hưng Quảng hay bác sĩ Đại Nghiêm. Trung tâm Y tế Đa khoa Michael Dow trân trọng thông báo. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả và kính mong quý vị nhớ ủng hộ cho quý cơ sở thương mại đã quảng cáo trên đài. Và tiếp đến vẫn là những bản tin cho buổi tối ngày hôm nay. Tiếp theo cùng với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng thưa anh. Dạ vâng, cảm ơn cô Mỹ Linh. Kính thưa quý vị, họp thượng đỉnh ASEAN với chủ trương thực hiện đồng thuận 5 điểm về Miến Điện. Đài phát thanh của quốc tế Pháp đã đưa tin cho hay khi kết thúc cuộc họp thượng đỉnh, thì tại Nam Vang là thủ đô của Campuchia, các nhà lãnh đạo ASEAN đã đưa ra một tuyên bố về Miến Điện, đánh giá việc thực hiện đồng thuận 5 điểm để đạt được vào tháng 4 của năm 2021, tìm giải pháp cho khủng hoảng Miến Điện. Trong bản tuyên bố dài 2 trang, các lãnh đạo của ASEAN khẳng định Miến Điện vẫn là một thành viên của ASEAN, nhưng cho rằng tình hình ở Miến Điện vẫn còn nguy hiểm và mong manh, với tình trạng bạo lực càng ngày càng gia tăng, không chỉ ảnh hưởng đến Miến Điện, mà còn ảnh hưởng đến các nỗ lực xây dựng cộng đồng của khối ASEAN. Các lãnh đạo Đông Nam Á đã cam kết hỗ trợ cho Miến Điện để tìm ra giải pháp hòa bình lâu dài cho khủng hoảng, nhưng yêu cầu tập đoàn quân sự Miến Điện phải tuân thủ các cam kết với các nhà lãnh đạo ASEAN. Họ giao cho các bộ trưởng ngoại giao ASEAN nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện bản đồng thuận 5 điểm và trước mắt vẫn để cho Miến Điện được cử đại diện phi chính trị đến dự các hội nghị thượng đỉnh của ASEAN và hội nghị ngoại trưởng ASEAN. Nhưng các lãnh đạo Đông Nam Á đã giao cho hội đồng điều phối ASEAN xét lại mức độ đại diện của Miến Điện trong các cuộc họp hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á nếu tình hình ở nước này tiếp tục xấu đi. Trong tuyên bố, các nhà lãnh đạo ASEAN cho biết sẽ kêu gọi hỗ trợ từ Liên Hiệp Quốc và các đối tác bên ngoài để bản đồng thuận 5 điểm được thực thi một cách đầy đủ. Trở lại với cô Mỹ Linh. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Và tiếp đến là bản tin liên quan đến ông Kevin McCarthy đã giành được đề cử của Đảng Cộng Hòa cho chức vụ Chủ tịch Hạ viện. Lãnh đạo của Hạ viện là ông Kevin McCarthy đã giành được đề cử để trở thành Speaker of the House. Mình có thể tạm dịch là Chủ tịch của Hạ viện hay là phát ngôn nhân Hạ viện, đã đánh bại đối thủ của mình là dân biểu Andy Beck trong cuộc bỏ phiếu với số phiếu 188/31. Đó là một cuộc bỏ phiếu kín và ông Kevin McCarthy chỉ cần đa số một cách rất là đơn giản, ông đã vượt qua dễ dàng. Mặc dù thách thức của ông Mick luôn được coi là một chặng đường dài, nhưng số lượng của Đảng Cộng Hòa bỏ phiếu cho ông Kevin McCarthy cho thấy ông đã giành được rất nhiều sự ủng hộ và ông cần giành được đa số trong toàn bộ Hạ viện. Tuần sau ngày bầu cử thì CNN vẫn chưa có dự đoán liệu Đảng Cộng Hòa có giành được Hạ viện hay không. Đảng Cộng Hòa đang tiến rất gần đến con số 218 ghế cần thiết để có thể chiếm đa số Hạ viện, nhưng vẫn còn một số cuộc đua too close to call, tức là quá gần, qua cái khoảng cách với đối thủ quá gần để có thể gọi là người đó chiến thắng hay không. Nhưng ông Kevin McCarthy tự tin rằng ông sẽ giành được đa số phiếu bầu của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện vào ngày thứ ba và cho thấy rằng ông đã đúng và ông đã giành được tới 218 phiếu cần thiết để có thể giữ chức vụ là Speaker of the House. Ba thành viên của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện là Kat Kamak của Florida, Kelly Armstrong của North Dakota và Brian Fitzpatrick
của Pennsylvania đã đề cử ông Kevin McCarthy làm lãnh đạo của Hạ viện, lập luận rằng ông đã làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai và sự đoàn kết gắn bó của đảng là con đường duy nhất dẫn đến chiến thắng. Còn đối thủ của ông là ông Andy Biggs, làm đã là cựu chủ tịch của gọi là House Freedom Caucus, đã thông báo ở trên Newsmax vào tối ngày thứ hai rằng ông sẽ ra tranh cử với ông Kevin McCarthy, đồng thời nói rằng là ông thừa nhận sẽ có rất nhiều khó khăn để đánh bại được một người đã có thể huy động được rất nhiều tiền để bầu cho những người gọi là cho huy động rất nhiều tiền để bầu cho các đồng viện của mình, cũng như là đã có thể giành được một cái ngân khoản rất lớn để chi cho những cái hoạt động về gọi là những cái tiền để lobby, rồi cũng như là phần quảng cáo, rồi tất cả những thông tin được đưa ra rất là tốt. Cho nên nhìn vào cái con số mà giữa 188 với 31 thì mình có thể nhìn thấy là dường như ông Andy Biggs khó có một cái cơ hội nào để có thể tranh giành với ông Kevin McCarthy. Và quay trở lại với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng, thưa anh. Dạ vâng, Liên Hiệp Quốc đã nói Miến Điện phải lập tức trở lại con đường quá độ của dân chủ. Đài phát thanh quốc tế AFI đã đưa tin ngày hôm nay, sau khi các nhà lãnh đạo ASEAN ở Nam Vang, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc là Anthony Guster đã kêu gọi tập đoàn quân sự Miến Điện phải trở lại con đường dân chủ ngay lập tức. Trước đó, các nhà lãnh đạo ASEAN cho biết họ sẽ kêu gọi hỗ trợ từ Liên Hiệp Quốc và các đối tác bên ngoài để bản đồng thuận 5 điểm được thực hiện một cách đầy đủ. Trả lời báo giới, Tổng thư ký của Liên Hiệp Quốc đã so sánh tình hình ở Miến Điện như là một cơn ác mộng không có hồi kết. Ông yêu cầu chính quyền ở Miến Điện phải lắng nghe người dân, trả tự do cho tù nhân chính trị và trở lại con đường dân chủ hóa ngay lập tức. Theo ông Worcester, đó là con đường duy nhất để ổn định về hòa bình. Bản đồng thuận 5 điểm được Hội nghị các quốc gia Đông Nam Á và Tập đoàn Quân sự Miến Điện đã thông qua từ năm 2021 để giải quyết những khủng hoảng. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã nhấn mạnh điều quan trọng là văn bản đó phải được thực hiện một cách kết quả. Tôi tin vào Nam Dương, nước giữ chức chủ tịch ASEAN năm tới là 2023 để phát triển nhiều sáng kiến giải quyết cuộc xung đột. Trong buổi họp vừa qua, các nhà lãnh đạo ASEAN đã thông qua việc đàm phán với phe đối lập Miến Điện trong tiến trình hòa bình. Thông báo trên đã khiến cho tập đoàn quân sự Nayabara tức giận và lên án quyết định đàm phán với những tổ chức họ cho rằng bất hợp pháp và khủng bố. Theo thông tấn xã AFI, mọi nỗ lực của các nước trong vùng hiện vẫn vô ích. Một tổ chức theo dõi nhân quyền ở Miến Điện thống kê 2.400 người thiệt mạng trong cuộc xung đột dân sự, và đó là tình hình hết sức là xấu, khiến cho vùng Đông Nam Châu Á đã có nhiều cái vấn đề hết sức là phức tạp bởi những cái sự ra đi của những người dân Miến Điện và những sự thù hằn mà ở nơi đây đã có những sự chém giết hàng ngày xảy ra. Trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Hồng Dũng. Và tiếp đến là bản tin liên quan đến nghi phạm tấn công ông Paul Pelosi không nhận tội trước các cáo buộc liên bang. Người đàn ông đã bị buộc tội tấn công chồng của bà Nancy Pelosi là ông Paul Pelosi đã plead not guilty, tức là không nhận tội tại một tòa án liên bang ở San Francisco vào sáng ngày hôm nay. Người đàn ông này là David DePape, 42 tuổi, bị buộc tội âm mưu bắt cóc một quan chức liên bang và tấn công một thành viên gia đình trực hệ của một quan chức liên bang. Đối với tội danh bắt cóc thì DePape phải đối mặt với mức án tối đa lên đến 20 năm tù liên bang và 3 năm được trả tự do nhưng mà có giám sát, và khoản tiền phạt là 250.000 đô la và có thể là phải có tiền bồi thường thêm nếu như mà có thiệt hại nào khác gây ra. Còn đối với tội hành hung thì anh ta phải đối mặt với lại mức án tối đa là 30 năm tù liên bang, 5 năm trả tự do nhưng mà có giám sát, khoản tiền phạt là 250.000 đô la cộng với tiền bồi thường, và tức là tiền về bác sĩ, những cái sự chăm sóc sau đó thì phải trả tiền. Và luật sư, đây là một luật sư được chỉ định, luật sư công của liên bang, đó là Angela Chuang, cho biết là không có cách nào đưa anh ta ra khỏi nơi giam giữ, có nghĩa là anh ta không được tại ngoại hầu tra. Và anh ta đang được gọi là cái
văn phòng của cảnh sát trưởng San Francisco giam giữ và những từ duy nhất mà anh ta nói trong phiên tòa đó là tên của mình. Còn ngoài ra thì không nói gì thêm. Phiên tòa trước đó thì cánh tay của Duterte đã bị bó buộc do bị trật khớp vai. Cánh tay của anh ta không bị còng trong ngày hôm nay. Ở phiên tòa liên bang tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 11. Quay trở lại với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng, thưa anh. Dạ vâng, Hoa Kỳ đã thắt chặt quan hệ với ASEAN. Tổng thống Joe Biden và các nhà lãnh đạo của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã tuyên bố là bắt đầu một quan hệ đối tác chiến lược mới nhằm đối lại ảnh hưởng càng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Từ Nam Văn, đặc phái viên của đài AFI đã tường trình là theo bản tuyên bố chung được công bố sau thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN lần thứ 10, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mở ra các lĩnh vực hợp tác với quan trọng và với sự thịnh vượng và nền an ninh trong tương lai. Vấn đề của Hoa Kỳ và các nước Đông Nam Á vẫn có những tiến triển tốt đẹp. Bản tuyên bố, Tổng thống Joe Biden đã thông báo tài trợ 150 triệu Mỹ Kim trong các chương trình dành cho ASEAN sẽ kết hợp với hơn 800 triệu Mỹ Kim đã được yêu cầu trong năm tài chính 2023 cho các chương trình song phương ở các quốc gia thành viên ASEAN. Bản tuyên bố nhắc lại là kể từ năm 2002 là hơn 12 tỷ Mỹ Kim đã hỗ trợ phát triển kinh tế, y tế và an ninh đã được Hoa Kỳ cấp cho các nước thành viên ASEAN. Tuyên bố chung của Hoa Kỳ và ASEAN cho biết quan hệ đối tác chiến lược và cam kết sâu sắc giữa chính quyền của ông Joe Biden và vai trò của các trung tâm ASEAN ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương rất là quan trọng. Do đó, sự kiện mà Hoa Kỳ đã nỗ lực để hỗ trợ tài chính cho các quốc gia ASEAN là một điều hết sức là ý nghĩa. Tới đây, xin mời quý vị tiếp tục giữ băng tần 57.3, 16.10 và 26.9. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo.